Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam, 1 tháng 4 1959, 1 tháng 4 2024, tại khu du lịch Sơn Chim Dạm Hồ, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hội Thủy sản tỉnh Bến Tre phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tri, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh, tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và phóng sinh vì môi trường. Ngay sau buổi lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo quý Phật tử đã tổ chức thả hơn 2 tấn tôm cá các loại ra sông Ba Lai. Việc phóng sanh cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản sẽ góp phần tạo quần thể đàn cá trong tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, góp phần cân bằng hệ sinh thái, qua đó phát triển bền vững kinh tế thủy sản và du lịch. Bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy hải sản không chỉ có ý nghĩa là thể hiện vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong giữ gìn và phát triển nguồn lợi tự nhiên, mà quan trọng hơn là giúp cho các hộ dân sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, kinh tế ổn định. Thấy hoạt động này vô cùng ý nghĩa đối với tôi và các Phật tử cũng như là bên phía chính quyền. Bản thân tôi và các Phật tử cũng phải nỗ lực tìm ra những cái giải pháp mà khắc phục những cái mà hoạt động đánh bắt thủy sản quá mức hiện nay, đó là bằng các hoạt động thiết thực như là tái tạo các nguồn lợi thủy sản. Một cái xã hội nó có tốt và có xấu, thì những người nào đánh bắt thì đánh bắt, những người nào người ta nuôi dưỡng để người ta tái tạo như vậy, ví dụ như cái buổi lễ ngày hôm nay thì rất là tốt. Mình cần làm một cái truyền thống này nó lưu truyền mãi để cho nhiều người sau người ta hưởng ứng. Bến Tre là tỉnh cuối nguồn đồng bằng sông Cửu Long với bờ biển dài 65 km, có tổng diện tích tiềm năng nuôi thủy sản là 50.000 hectare. Ngoài ra, tỉnh còn có hệ thống sông ngòi dày đặc là những lợi thế để phát triển mạnh hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản. Nhờ định hướng phù hợp và những giải pháp căn cơ, giá trị sản xuất ngành thủy sản của tỉnh luôn có sự tăng trưởng, các đối tượng khai thác nuôi trồng cũng được mở rộng. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc khai thác quá mức, sử dụng các phương pháp khai thác hủy diệt như chất nổ, xung điện đã làm giảm đi đáng kể nguồn lợi thủy hải sản trong tự nhiên. Bà con cũng phấn khởi. Lúc đầu thì cái sự tham gia là chủ yếu là của những người làm trong ngành thủy sản thôi. Nhưng mà thấy cái hiệu quả đó và cùng phối hợp với Ban trị sự Phật giáo thì cái số người mà tham gia vô cái công tác phóng sinh tái tạo nguồn lợi, được thả giống tái tạo nguồn lợi này nó ngày càng đông hơn và tổ chức ngày càng bài bản hơn và hiệu quả nó ngày càng cao hơn. Hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và phóng sinh vì môi trường nhằm góp phần nâng cao nhận thức tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi các loại thủy sản có giá trị kinh tế, nhất là những loại thủy sản nước ngọt, nhằm phát triển kinh tế bền vững, có trách nhiệm với môi trường. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho cán bộ các cấp và cộng đồng ngư dân, chủ tàu khai thác thủy sản, cam kết tuân thủ không vi phạm quy định của nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tỉnh Bến Tre đang tạo ra những bước chuyển tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển nuôi trồng thủy sản vì môi trường sinh thái và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững.